Em Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê auto trên toàn quốc. Hôm nay em Đạt Trần lên sóng cho các bác cặp loa siêu phẩm của JBL, cặp JBL L150. Hôm nay thì bên em sẽ giao lưu cho các bác cặp L150 với mức giá rất là tốt. Trước tiên thì em xin điểm qua một số cái thông số kỹ thuật của L150. Cặp này là một cặp loa hàng nòi của JBL sản xuất tại chính quốc đất nước Mỹ và ra đời đầu tiên vào những năm 1979 và tái bản rất là nhiều lần đến tận những năm 1980 đến những năm 1981 thì hãng dừng sản xuất cái model này, một model rất là thành công. Đây, đây là những cái thông số cũng như là những cái phần giá xuất xưởng của cặp loa. Đến năm 1981 thì giá xuất xưởng rất cao, 230.000 yên. Đấy, năm 80 thì 250.000 yên, rất là khủng cho cặp JBL L150. Cặp loa này thì thiết kế dáng cây cột rất là cao, đẹp, hoành tráng. Tổng thể chiều cao là 1m54, chiều ngang 43 và chiều sâu 33 cm. Cân nặng mỗi thùng là 36,5 kg. Vâng, rất là khủng khiếp cho cặp L150. Cặp loa này thì sử dụng cấu hình là 4 đường tiếng. Chúng ta sẽ có một cái loa bass 30 củ 128H, một cái loa mid củ LE5 và một cái loa chép củ 033. Dưới cùng thì chúng ta sẽ có một cái loa bass thụ động của PR300, rất là khủng luôn. Tổng cộng là có 4 loa một thùng, phía trước mặt là hai vi tinh chỉnh cho giải mid và giải chép. Cặp loa này thì cho cái công suất maximum là 200W một thùng ở cái trực kháng 8 ohm. Khá là dễ dàng phối ghép âm ly. Sở trường của cặp này thì chơi được nhiều thể loại nhạc và đa thể loại nhạc ạ. Thiết kế đẹp và cao khủng. Cặp này các bác bày vào không gian thì đẹp, chơi hay bày đẹp. Còn nguyên cả phần chân đế, cặp loa hôm nay về trong cái tình trạng đẹp xuất sắc và bao nguyên bản 100% cho các bác. Đây là phần thiết kế lưới e-căng. Đấy, e-căng còn đẹp và lưới vải vẫn còn zin với cái lưới vải màu nâu. Và loa thì còn rất mới, em xin quay chi tiết cho các bác xem cặp L150 ngày hôm nay. Thì với cái thiết kế cái phần vỏ gỗ đây, cặp này thì có những cái tom gỗ nổi khối rất là đẹp. Đấy, phải quay gần như thế này thì các bác mới có thể thấy được cái phần vân gỗ nó đẹp và nó nổi bật như thế nào. Cặp L150 của chúng ta xuất sắc luôn ạ. Này, tất cả đều rất là đẹp. Thùng vỏ góc cạnh đẹp từ đầu đến chân. Chân đế thì vẫn còn đầy đủ. Chúng ta sẽ có một cái bát 30 này, màng trắng, màng cát đây, còn rất là mới. Của 128H thì nó giống với dòng L112, cho âm bát rất là tốt. Thêm một bát cộng hưởng ở phía dưới nữa cho cái âm trầm nó sâu và nó dày. Loa mic của chúng ta đây còn rất là đẹp. Chép sử dụng chép đo, hai vi tinh chỉnh dành cho giải mid và giải chép. Bên này cũng thấy ạ, thùng vỏ góc cạnh đây cũng như là cái tiếng loa xuất sắc luôn. Rất đẹp, căng mọng các bác nhé. Bát còn trắng tinh. Cái loa này thì phần hậu phía sau cũng còn khá là mới. Đây, em quay cho các bác phần hậu phía sau. Phần hậu phía sau thì rất là mới luôn. Cái cọc loa vẫn còn zin nguyên bản của hãng. Góc cạnh đẹp, e căng này. Đấy, căng vẫn còn đẹp luôn, cái lưới vải là zin theo loa. Đấy, bên trong khung còn đầy đủ. Cặp này thì em giao lưu cho các bác mức giá 29 triệu đồng. Giá thị trường thì rơi vào khoảng 31 triệu các bác nhé. Hôm nay bên em đề xuất được cái mức giá rất tốt, giao lưu cho các bác 29 triệu đồng. Các bác quan tâm thì alo cho em Đạt Trần. Bên em có địa chỉ tại 29 phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Giao hàng đi toàn quốc, giá sản phẩm là không bao gồm phí vận chuyển. 29 triệu đồng cho cái cặp L150 này. Các bác có nhu cầu thì các bác hãy nhanh tay alo cho em. Em sẽ test một vài bản nhạc để mời các bác chúng ta thưởng thức cái chất âm của cặp loa này. Cặp loa đáng đồng tiền bát gạo ạ. Đáng để sở hữu trong cái tầm phân khúc dưới 30 triệu đồng thì các bác chơi cặp này thì đỉnh rồi. Chơi hay, bày đẹp, ngoại hình rất là sang trọng. Bát đánh rất sâu, mềm. Hôm nay em có phối ghép với chiếc âm ly của Marzahn, có cái mã là 1250 gold. Chiếc âm ly này 20 triệu các bác nhé. We'll be right back.
tiếng rất hay phải không ạ? 29 triệu đồng thôi. Các bác nhanh tay alo cho em. Dòng này thì bây giờ khá hiếm rồi. Đấy. Lâu lâu mới về được một cặp. Các bác chúng ta nghe liên khúc hải ngoại ạ. Các bác quan tâm cặp L150 mời các bác hãy alo trực tiếp cho em với mức giá rất tốt 29 triệu đồng. Bên em có địa chỉ tại 29 phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Giao hàng đi toàn quốc, giá sản phẩm là không bao gồm phí vận chuyển. Em mời các bác chúng ta nghe một đoạn bolero trên cặp loa này. Ca khúc rất là nổi tiếng của ca sĩ Giao Linh, Tuấn Vũ, Đường Tình Đôi Ngả các bác nhé. Bát đánh rất mềm mại, sâu lắng. Hãy subscribe.
29 triệu đồng cho cặp L150. Các bác quan tâm alo cho em đặt trần. Một cặp duy nhất. Cặp loa rất hay trong cái tầm tiền, chơi hay, bày đẹp, hình thức sang trọng, mức giá ấn tượng 29 triệu đồng. Các bác quan tâm alo em đặt trần. Em cảm ơn các bác, xin chào và hẹn gặp lại các bác.